Chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với Lạ Đà Lạt. Đây là quán cà phê mà các bạn nên đến, quán cà phê view triệu đô tại thành phố Đà Lạt. Dù bất kể là mưa hay nắng, mùa mưa hay mùa khô, trời nắng hay trời mưa, bình minh hay là hoàng hôn, các bạn đều có thể đến được quán cà phê này, tại vì nó thỏa mãn được tất cả mọi thứ. Và đặc biệt bây giờ là mùa mưa nữa thì đây là một trong những quán cà phê mà các bạn phải đến. Hãy cùng Lạ Đà Lạt khám phá xem quán cà phê này nha. Đó là tiệm cà phê Bình Minh ơi. Tiệm cà phê sẽ mở cửa vào từ lúc 4:30 tới 22 giờ, là hồi trước mình đã quay cho các bạn một video về cái này rồi, khi mà nó đang thi công. Bây giờ thì vẫn còn những cái hạng mục đang còn phải làm, có những cái cửa gỗ người ta đặt mang đến này. Chỗ này thì xe cây cũng vào được, xe máy thì có một cái hầm để xe xuống dưới luôn. Sau này cái hàng hoa giấy này này sẽ trùm kín lên chỗ này, thì một con đường cây màu xanh cũng rất là đẹp. Bình Minh ơi, có quán cà phê phía trên, khu ẩm thực, khu sân khấu ca nhạc, rồi những cái khu cây sương rồng lớn ở phía dưới. Đây là ở khu vực phía bên ngoài mà mọi người rất là thích chụp hình. Đây có những cái hàng cây hương thảo rất là thơm. Nếu mà trồng được một vài cây hương thảo á, thì đi xung quanh vườn sẽ có cái mùi thơm và tạo cho cái cảm giác sực nức cái mùi á, thích thú. Sẽ mở cái này luôn đi chứ bị nó dính. Đây, cái góc nào nó cũng tỉ mỉ. Cái quán này rất là lớn nhá, nhưng mà người ta đã tỉ mỉ được mọi thứ. Đứng chút xíu nhìn góc pha chế ở phía trong, góc ngồi ấm cúng. Ở bên này có những cô chú người lớn tuổi chút xíu có thể ngồi. Ở đây có đủ góc ngồi, có thể thỏa mãn được tất cả sự khó tính và mọi lứa tuổi, từ nhỏ các bạn trẻ cho đến những anh chị, những cô chú lớn tuổi một chút xíu. Ở phía trên có những cái dãy ngồi ở trên lầu nhìn xuống. Sau này nếu như mà các bạn có ý định muốn làm một cái farm ấy, hay một cái homestay ấy, thì có thể đến đây. Để đến đây thì có thể là tham khảo chút xíu cái cách người ta xây dựng, cách người ta làm cái khu này. Đồng lắm. Cái hàng bông ở đây thì người ta mới trồng, mới thay lại, cho nên là nó không được xanh tốt như mọi hồi. Cái góc này thường hay chụp hình, cho nên là thường thường đi sẽ đi rất là nhanh qua những cái chụp hình này. Đây này, đấy. Bây giờ thì đang có một ít những hạt mưa. Những cái góc ngồi từ phía dưới, nguyên dãy phía dưới lẫn cả căn nhà phía trên. Những cái căn này nếu mà như kiểu mà làm homestay thì các bạn nên nghiên cứu kiểu này. Rất là thích nhá. Góc này vẫn đẹp, vẫn thơ mộng như bình thường. Ở đây thì có một số bạn nhân viên đứng ở đây, nếu mà cần chụp hình ấy thì nhờ chút xíu thì người ta sẵn sàng. Ít quán người ta làm được như vậy nhé. Hả? Trời ơi, khách vắng hả? Tức là chỉ khi mà khách vắng thôi đúng không? Khi vắng khách một chút xíu. Tại vì khách đông quá, các bạn rất là làm rất đủ thứ này. Bây giờ phải khiêng kê bàn ra này. Hồi trước anh có đến lúc mà nó đang có xây dựng luôn ấy. Vẫn đông, đông từ đó tới giờ. Hay quá, cảm ơn em. Ở đây luôn luôn có những bạn nhân viên đứng ở mọi góc để có thể kê các bạn, tại vì rộng lắm. Các bạn nhìn thấy không? Nói như một cái sân khấu. Rồi cái chỗ này xíu nó đến đi, xíu nó lên đi. Để bớt tò mò, chúng ta sẽ xuống dưới. Xuống dưới nó xíu lên trên, đông cực kỳ luôn. Bạn nhân viên có nhờ là chỉ khi nào mà khách có thể là hơi vắng chút xíu, không kê đang thơm quá, thì các bạn nhân viên sẽ chụp hình dùm cho. Còn nếu mà đông quá thì các bạn vẫn phải lo quan sát, dọn, thu dọn cho khách. Cái chỗ này nó hơi chớp đèn. Cái góc này phía dưới không biết là có bị vướng nhạc nhéo gì không. Chắc là vướng nhạc. Nhạc rồi, nhạc này nhạc bản quyền chắc rồi.
chúng ta vừa đi qua cái khu ăn sáng ở phía dưới, và ở phía dưới nữa thì vẫn chưa hoàn thành. Xíu nữa mình sẽ nói những cái điểm không được của quán cà phê này, còn cái quán được thì nó khỏi phải nói luôn, rộng lắm luôn. Nếu như mọi người để ý tỉ mỉ một chút xíu ấy, thì có một số cái loại cây đặc trưng của Đà Lạt người ta sẽ mang ra đây. Ví dụ như cây phượng tím này, có một cái cây phượng tím ở đây. Hay là bên này những cái gốc hồng cổ thụ này, hay là bên này những cái gốc mai anh đào cổ thụ. Người ta muốn tái hiện được một cái Đà Lạt xưa. Mặc dù mình không dám chắc là cái kiểu nhà này có giống hay không, nhưng mà nhìn rất là thú vị. Bây giờ thì đang là mùa mưa ở Đà Lạt, cho nên là trời thì lúc nắng lúc mưa. Sáng hôm nay thì có lác rắc những cái cơn mưa. Ở góc này có thể là một cái sân khấu để làm được đêm nhạc, và thậm chí cái góc phía dưới luôn. Đây, góc view đây, lúc nào cũng vậy. Một góc view phía sau là cái rừng thông. Hướng bên này là hướng bên mé bên kia của đồi Hoàng Hoa Thám. Đèo Mimosa thì hướng vào bên này. À, bên nào ta, đúng rồi, hướng đèo Mimosa ở bên này. Còn hướng bên này thì mọi người thấy cái khu vực bên này vẫn còn rừng thông ở phía sau rất là nhiều. Còn cái không gian phía dưới thì vì là bây giờ cũng không xin được cái anh quản lý, không gặp được anh quản lý ở đây để xin anh quản lý vào xuống quay phía dưới như mọi lần. Nhưng mà có thể các bạn xem cái video lần trước của Đà Lạt để xem cái hàng xương rồng, những cái cây xương rồng lớn nhất thế giới, lớn nhất Việt Nam đều được đưa về đây. Một số giống rất là lớn thì ở phía dưới này, nguyên cả cái vườn dưới này. Thì hiện tại ở trên này là ở trên sảnh trên, phía dưới là cái nhà hàng ăn. Chúng ta xem thêm một cái nhà hàng ở lầu phía dưới, hai cái lầu phía dưới nữa, và một cái sân khấu rất là rộng, nhìn khá là quen. Nếu như các bạn đã đến với Học viện Giáo Hoàng, Học viện Giáo Hoàng bây giờ là Cung Thiếu Nhi, có những cái hàng ghế và sân khấu như vậy, thì người ta đang sau này sẽ có những đêm nhạc với phía sau tiền đồi thông rất là đẹp luôn. Trong tương lai thì đây vẫn là cái quán cà phê mà thu hút. Đây, ngày xưa ý tưởng mà ảnh bảo là ảnh sẽ trồng, anh chị chủ cho trồng hàng mai anh đào ở đây này đó. Thì vào những cái dịp Tết thì rõ ràng rồi, cái hàng mai anh đào nó bung nở ở một cái sân khấu ca nhạc như vậy á, thì đẹp lắm, đẹp lắm. Anh chị chủ của cái chỗ này, người Sài Gòn, người ta tâm huyết yêu Đà Lạt lắm, cho nên người ta muốn mang một cái gì đó thực sự là Đà Lạt, kinh doanh một cái gì đó thực sự là Đà Lạt đến. Ở đây rất là rộng, rất là rộng luôn. Bữa nay thì có nhiều cái bàn ghế sẽ được thay mới. Đến đây buổi sáng đứng ở mấy cái góc này chụp hình ấy, thì kiên nhẫn chờ nhau chút xíu. Thậm chí là còn đưa được những cái cây thông, đưa được những cái cây thông này về này. Những cây thông này đó, được gia cố quanh cái trụ này, một bãi cỏ ở đây. Nhiều khi á, nếu như là những người khác thì người ta sẽ tận dụng luôn góc này phải không? Làm không, nên là trừ lại nguyên một cái bãi cỏ để ở đây rất là đẹp. Bữa trước anh quản lý anh có chào anh. Bữa trước anh quản lý anh có nói là đầu tiên anh chị chủ chỉ muốn đầu tư quán nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà sau cảm thấy nó đã vẫn thiếu cái gì đó. Nó bắt đầu một cái mở ra, đặc biệt là phía dưới bánh canh Đà Lạt, món ăn của người Đà Lạt. Đó, từ phía ngoài luôn là những cái hàng hồng. Bây giờ đến đấy, ví dụ như này, các bạn nhân viên sẽ đứng đây nhờ chụp hình cho các bạn yêu đương couple đi với nhau. Cho nên là yên tâm đi, hình chắc chắn 100% là đẹp. Cứ nghĩ sao một ngày chụp khoảng 10 khách phải không? Trong mượn hơn mấy chục, một ngày chụp khoảng 4-50 lần. Đúng rồi, 4-50, mà trong khi đã chụp cỡ khoảng 2 tháng thôi là lên tay liền. Nên đảm bảo là hình lúc nào cũng đẹp, đúng không? Đảm bảo thì hình lúc nào cũng đẹp. Đông lắm.
những cái chỗ này thoải mái luôn, thân thiện. Có luôn cả trẻ em, nó có các bạn nhỏ xíu này, cả gia đình có em bé, từ những bạn nhỏ nhỏ cho đến cả những gia đình anh chị, cô chú lớn tuổi luôn. Không có quá khó tính thì mấy cái chỗ này thoải mái, có đủ góc ngồi. Hiện tại thì đang chụp hình cho nên là mình sẽ đi qua được. Mình đã từng gặp rất là nhiều khán giả của Lạt Lạt ở đây, ví dụ như những thầy ở dưới trường đại học kiến trúc, các thầy cũng có đất, có nhà ở Đà Lạt thì các thầy lên chơi cũng ghé qua đây, rồi là những đó anh chị người bạn. Cái điều đầu tiên mình không thích cái chỗ này đó là cái nhạc. Nó thật luôn là nhạc ở đây chắc là nhiều khi mở theo tâm trạng của các bạn nhân viên ở trong đấy. Những cái chỗ này thì mình không cần nhạc nó trend, nó hot, nó viral gì đâu. Nhiều khi mình chỉ cần một cái nhạc không lời, nó nhẹ nhẹ thôi, hoặc là những bài nhạc mà hơi cổ xưa chút xíu ở Đà Lạt thì tuyệt vời nhất. Nhạc thì nó mình nghĩ là nhạc không lời nó sẽ phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều khách hơn. Ở đây này thì nhạc nó sẽ thay đổi, lâu lâu thì nhạc trẻ, lâu lâu thì rap. Ở phía dưới quán bánh canh á thì nhạc sập sình á, mình lại càng không thích cái chỗ đấy. Đó, đứng ở đây có mấy cái loa Bose ở đây, nhưng mình không thích cái nhạc ở đây lắm. Ở trong này có những góc ngồi rất là lịch sự này, cực kỳ ấm cúng và cực kỳ lịch sự luôn. Ở đây cũng góc ngồi phía trong rất là ấm. Đi vào đây không biết là rồi có bị nhạc bản quyền không, mà bây giờ có nhạc bản quyền thì thôi cũng kệ đi. Gọi là đã thích là quay tới luôn. Đó, cái đầu tiên là mình không thích về cái nhạc. Chụp hình ở đây thì mọi góc luôn, mọi góc nó đều đẹp. Nó đều đẹp. Đi vòng vòng. Bây giờ đi vòng vào nhá. Trong này mà cần thiết thì sẽ tìm cách nào đó để bỏ cái nhạc đi. Mà không bỏ được thì thôi ha. Đây có một cái đàn Kaway, không biết là đàn này là đàn điện cơ hả? Cả cơ cả điện. Những cái góc sách vở ở đây. Ở trong này thì có những cái bộ sofa rất là lớn, dày, ấm. Các bạn thấy không, ở đây có những vị, những cô chú người lớn tuổi á, ở ngoài hơi gió lạnh chút xíu thì có thể vào đây ngồi những cái góc ở bên này. Mọi góc nó đều là một cái sự tỉ mỉ. Nói thật là mình rất là nể phục cái sự tỉ mỉ của các anh chị ở đây thiết kế trang trí bài trí nó mọi góc luôn. Nếu mà không gian nhỏ mà làm được á thì chúng ta không nói á, là điều tuyệt vời rồi. Mà không gian này lớn mà có thể tỉ mỉ được từng thứ, từ những cái bóng đèn như vậy này đó. Bóng đèn này thực ra ở ngoài nó không chớp nhé, nhìn cái này lên hình có thể nó chớp, nhìn nó cũng hơi lung linh giống như ánh nến ở đó. Góc đèn đục của mấy cái lỗ này. Dạ chị cứ đi chị. Dạ vâng, dạ vâng. Cảm ơn chị cứ đi. Có một vị khách khá rất là lịch sự. Cái cây trong này thì mình có cảm giác nó hơi bị héo rồi. Tại vì cái cây này không phải là cái cây trong nhà này. Cây xỉ này không phải là cây trong nhà. Ở đây thì sử dụng cái đồ tít để đưa đón. Khu vực không an toàn cho trẻ ở đây. Cũng sẽ có những cái biển cảnh báo này ở trên này, tại vì ở trên này để có cái độ thẩm mỹ ấy thì cái lan can không cao, cho nên em bé thì lên đây luôn được nhắc nhở cẩn thận. Đó. Ở đây có những cái bàn đặt trước luôn này. Ngồi có những cái bàn đặt trước ở đây. Những cái có bức tranh ở đây tái hiện về cái Đà Lạt ngày xưa kiểu như vậy. Rồi ở đây có một bảng chú ý đụng đầu này, chỗ này hơi thấp này. Cái góc ngồi này thì có thể nằm ngủ được luôn chứ không phải nói ngồi nữa. Ở phía dưới là cái quầy pha chế. Riêng cái quầy pha chế nó cũng đã thơm mộng rồi. Ui, thích quá.
đây mình sẽ lần đầu tiên sau bao nhiêu lần ngồi uống cà phê ở đây thì mình đã được ghé qua đây ngồi đó. Nếu nhưng mà các bạn kia về xem hình thì thấy ông kênh YouTube Lạ Đà Lạt ngồi ở trên này. Các bạn thấy không? Ngồi ở đây thì ngồi ở đây được một dãy này, ngồi được khoảng 6-7 người. Ngồi góc này mà ngắm mưa thì tuyệt vời nhất. Đây là quán cà phê mà các bạn ngồi ngắm mưa. Đây là quán cà phê mà ngồi ngắm mưa tuyệt vời nhất. Một trong những quán cà phê ngồi cái mùa mưa này ở Đà Lạt thì miễn chê luôn. View của nó thì đó, như mọi người thấy á, hết sảy luôn. Mình tính là làm một cái quán cà, một video gọi là tổng hợp gợi ý cho những quán cà phê ngắm mưa, có một người của khán giả nào đó gợi ý thì đây quán cà phê này, view chiều đồ. Bây giờ là đòi đi qua thung lũng gì nữa, không biết là cái hình, mong là cái nhạc nó không ấy. Này, ngoài cái góc ngồi của mình nhá thì có những góc ngồi nhỏ ở bên này nữa này, đó nguyên một dãy vậy. Cái dãy này ngồi ôm qua bên này, hai lầu thấp, cái kiểu nhà của Đà Lạt thì nó kiểu vậy đấy. Nó không cái trần không quá cao, tại vì thời tiết Đà Lạt đâu có nóng như ở ngoài miền Trung như mình đâu, cho nên là không cần cái trần cao để thoáng ở phía trong, mà càng thấp xuống càng ấm. Nhưng mà càng về sau người ta càng xây dựng kiểu gì ấy. Chỗ này là một không gian tuyệt vời, các bạn phải đến. Đây là một trong những quán cà phê các bạn phải đến để cảm nhận một chút nào đó Đà Lạt, để cảm nhận cái tình yêu Đà Lạt của anh chị chủ quán đặt hết vào cái quán này, từ cái gốc hồng mang vào trồng. Sau này làm farm, các bạn thử xem là các bạn nào có ý tưởng làm về quán cà phê, hay là đặc biệt là decor một cái góc không gian sống giản dị thanh bình cho bản thân ấy, cho gia đình ấy, thì cũng cứ thử lên nghiên cứu nhé. Mình nhận thấy một điều là hiện tại thì có nhiều bạn người ta không thích thiết kế những căn biệt thự xa hoa xô bồ đâu, mà cuộc sống nó hơi giản dị để về những cái không gian như vậy này. Bây giờ ngồi đây này là không muốn xuống nữa này. Mình ngồi đây thấy không, ngồi đây góc này thôi chứ ngồi đây là không muốn xuống nữa rồi. Thích quá. Các bạn thấy quán cà phê này thế như thế nào, hãy để lại bình luận bên dưới nhá. Bây giờ nó sẽ đi xuống chút xíu, ngồi ngắm chút xíu nữa. Tuyệt vời. Chỉ sợ là về là cái này nó dính ngạt. Không gian ở này thì lâu lâu các bạn sẽ để thấy những cái bảng nhỏ ở đây, không được hút thuốc ở cái khu vực trên này, phía dưới thì được. Ngồi góc này nhìn mai anh đào bên đó cũng rất là đẹp luôn. Nói chung là một quán cà phê thì không thể chê đâu được. Đó, như mình nói, mình đang chê cái điều duy nhất và đầu tiên. Đầu tiên, cái này là cái mà quán có thể khắc phục được nè. Điều đầu tiên thôi là cái nhạc nó đang không có ý mình là cái nhạc nó mình không thích lắm. Nhạc nó nhiều khi nó phá vỡ không gian. Cái điều thứ hai là mình đang ngồi dưới này. Cái điều thứ hai á, ngoài nhạc ra thì cái điều thứ hai là làm lâu á, ở phía dưới mình đang mong chờ, ngoài cái tầng bánh căn ở phía dưới thì có hai cái tầng phía dưới nữa, cộng với cái sân khấu nhạc, cái chỗ trồng rất là nhiều cái cây xương rồng ấy, thì làm chậm quá. Cả năm rồi ha, ở video đầu tiên cho đến giờ cũng gần cả năm trời rồi mà vẫn chưa xong. Thì đang như buổi sáng hôm nay cũng đang thấy có những cái ô cửa bằng gỗ lớn được mang về, thì mong là nó sẽ nhanh thêm những cái hạng mục phía dưới. Cái đầu tiên thì có thể sửa được đúng không? Cái nhạc á, nhiều khi á, lúc nãy thì nhạc gì, bây giờ nhạc gì nó bị lệch tông so với cái thiết kế, so với không gian, so với đa dạng cái nhóm khách. Nếu như nhóm này mà khách chỉ là khách trẻ thôi á, thì các bạn có thể mở những bài nhạc nó phù hợp. Nhưng mà khi mà đến đây được tận hưởng về thị giác, về thính giác, về khứu giác, ngửi mùi cỏ cây, xong đó thì cái thính giác, cái nhạc nó không ăn khớp, nó bỗng nhiên nó hơi chán.
Thôi chê thì chê sơ sơ vậy thôi, chứ chỗ này thì khỏi phải nói. Các bạn phải đến, cho dù mùa nắng hay mùa mưa, bình minh hay hoàng hôn, nhưng mà chắc chắn cái hoàng hôn ở đây cũng rất là đẹp nhé. Quán thì bình minh ơi, nhưng mà mình thích hoàng hôn hơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của Lá Đà Lạt nhé. Các bạn, bạn nào đã từng đến cái quán cà phê này, hãy biết cái quán cà phê này, hãy thử để lại bình luận bên dưới. Và cảm nhận của bạn như thế nào, hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Hứa với mình sẽ đến nhé, hứa mình sẽ đến. Mặc dù nó đông đấy, nhưng mà các bạn cũng sẽ thấy những cái góc, những chỗ ngồi cảm giác thú vị. Bye bye, và hẹn gặp lại ở video lần tới của Lá Đà Lạt. Bye bye.